Chào mừng mọi người đã cùng đến với kênh Ký Kỳ Cục của mình. Hôm nay là ngày đầu tiên. Mọi người biết không, nguyên cớ để mà có cái video này á, đó là nhiều hôm đi làm về, dù là mình tranh thủ được thời gian, nhưng mà mình cảm thấy những cái giây phút đó mình không sẵn sàng, mình không có đủ năng lượng để mà tập thể dục á. Cái là mình suy nghĩ như vậy tiếp tục thì nó không có ổn, chi bằng á, tranh thủ vừa tập vừa làm luôn. Thế là mình tự đề ra một cái thử thách cho bản thân, đó là squat 7 ngày 7 đêm trong công ty. Với những cái tiêu chuẩn như là trong những ngày thực hiện thử thách á, thì mình phải bận những bộ trang phục á, thật là thoải mái nè. Và đương nhiên là không để ảnh hưởng tới công việc của mình, cũng như khi mà bắt đầu thử thách là phải hoàn thành mới thôi. Do công việc của mình á, là tiếp nhận cuộc gọi của khách hàng, nên là mình sẽ luân phiên. Một cuộc gọi thì mình sẽ ngồi bình thường, cuộc tiếp theo á, thì mình sẽ squat cỡ 1 phút. Đây, mình mô tả sơ công việc của mình ha, là mình sẽ tiếp nhận cuộc gọi của khách hàng, nghe những vấn đề khách hàng đang gặp phải và hướng dẫn xử lý cái vấn đề đó của khách hàng. Đây, mọi người thấy không? Là cái mặt mình vừa cố gắng handle được để đưa ra hướng giải quyết cho khách hàng và vừa squat nè. Mọi người thấy cái mặt kìa, trời ơi, nó đau khổ. Mà vấn đề ở đây là gì mọi người biết không? Như mình nói á, là mình sẽ cố gắng không để ảnh hưởng tới công việc. Tức là dù có mệt mỏi, dù có cố gắng, mình cũng không được thể hiện qua giọng nói. Tại vì khách hàng tiếp xúc với tụi mình á, là khách hàng đâu có thể nhìn mặt tụi mình đâu. Khách hàng chỉ có thể cảm nhận được qua giọng nói của tổng đài viên thôi. Nên là mình phải, dù có mệt mỏi, mình cũng phải cố gắng có một cái tông giọng thật là chuyên nghiệp khi mà giao tiếp với khách hàng. Mặc dù rất là mệt nha. Và trên bàn làm việc của mình thường dán một tờ giấy note để mà nhắc nhở bản thân mình phải uống đủ nước. Sau mỗi ca làm kết thúc là mình phải uống được từ 1 đến 2 chai nước. Xong ngày đầu tiên. Và đến với ngày thứ hai. Đây là video đại diện cho mình đang chờ cuộc gọi của khách hàng nha. Không phải mình ngủ gật trong giờ làm nha mọi người. Góc này quay xấu hả mọi người ha? Nó cứ bị hắt hắt sáng làm sao ấy. Nhưng mà thôi kệ, quan trọng là nội dung. Nè, khúc này nè mọi người, bạn cùng bàn của mình đã đưa ra một triết lý. Cuộc đời này rất là ngắn, muốn làm gì hãy tranh thủ làm. Muốn đánh ai hãy tranh thủ đánh đi. Muốn đánh ai nè, muốn chửi ai. Mọi người biết không, cái khúc mà mình tự đề ra cái thử thách cho bản thân, điều mà mình quan ngại nhất chính là ánh mắt của mọi người trong công ty. Nhưng mình lại cho rằng á, là quan trọng nhất của cái thử thách này đó chính là mang lại lợi ích cho bản thân mình. Nếu mà ông bớt làm chuyện khác người đi chứ. Mà đúng quá. Cách một ngày nhận 5 chút là ngảy chân. Thật sự ngại thì cũng rất là ngại chứ, làm chuyện khác người mà. Nhưng mà đôi khi chúng ta quan tâm quá nhiều đến ánh mắt của những người xung quanh đó, thì chúng ta sẽ chẳng thể làm được cái gì hết á. Nên là phải cố lên. Xong thử thách ngày thứ hai. Hôm nay thì cuộc gọi không có nhiều nên là mình cũng không có được squat nhiều á. Nhưng mà không hiểu sao hôm nay rất là mệt nha. Lấy xe và đi về thôi. Ngày thứ ba, do có một vài chuyện không được suôn sẻ cho lắm nên là mình đã không được nhiều cảnh quay cho lắm.
Kết thúc thêm một ngày làm nữa. Hôm nay thì không có phải là quá mệt, vẫn còn nhiều năng lượng để mà tôi cười với mọi người khi mà chào tạm biệt mọi người ha. Đến với ngày thứ tư là TV của mình bị như thế nào cô? À, nó bị sọc màn hình ha. Rồi, thì không biết nó hiện tại là cô đã có đang đứng gần TV không cô? Do mình đã có kinh nghiệm đặt máy quay và cũng như là có điều kiện thuận lợi nên mình có thể đặt góc máy quay nghiêng để mà dễ quan sát tư thế của bản thân trong lúc mình thực hiện thử thách, thì mình phát hiện ra một cái sai lầm rất rất là lớn luôn. Mà khi mà phát hiện ra cái sai lầm đó, mình muốn dừng toàn bộ, hủy toàn bộ cái thử thách này luôn ấy. Đó là bình thường mình squat á, hai chân mình sẽ song song, đầu gối không vượt quá mũi chân và đẩy người ra ngoài sau. Nhưng mà mình quên là tính chất công việc của mình là mình thường sẽ đánh máy rất là nhiều. Và khi mà đánh máy á, thì mình nhìn lại trong máy quay mình đã vô thức hướng bản thân về phía trước rồi. Tức là lúc đó đặt một cái áp lực nặng hơn vào đầu gối rồi. Thậm chí á, là đầu gối có những lúc vượt ra ngoài mũi chân nữa. Đây là một lưu ý luôn, đó là phải làm đúng tư thế trước cái đã. Cái mình hụt hẫng chứ. Không làm thì thôi, làm là phải đúng tư thế chứ đúng không? Hụt hẫng tới nỗi hả? Mình dừng lại luôn, mình tắt máy quay luôn. Nhưng rồi, thực hiện tới ngày thứ tư rồi không lẽ dừng lại đúng không? Cái mình quyết định á, là thay vì squat như vậy, thì mình sẽ thực hiện động tác á, là đứng tấn. Tức là lúc này, hai chân của mình thì mở rộng hết cỡ luôn. Thay vì là song song. Và hai đầu gối của mình lúc này á, là sẽ hướng về hai phía, phía bên phải và phía bên trái. Đến với ngày thứ 5, đây mọi người cũng có thể thấy ở góc máy này, mình đã thay đổi động tác squat của mình thành đứng tấn. Trong một phút đầu tiên kể từ khi tiếp nhận thông tin của khách hàng là mình sẽ phải thực hiện thử thách. Mình sẽ cho dư ra mười mấy giây để mà thử thách sức chịu đựng của bản thân nữa. Xong khoảng thời gian đó thì mình cứ ngồi xuống bình thường trở lại thôi. Trước khi quay một dự án nào đó thì mình thường sẽ hỏi mọi người rằng họ có ngại lên hình không. Mình cũng hiểu cái cảm giác là bản thân chưa ở trạng thái thoải mái và sẵn sàng cũng như đẹp nhất thì rất là nhiều người họ ngại lên hình. Mình rất là ngại làm phiền người khác. Khi mà quay cái clip này vô tình dính trúng mặt anh chị đồng nghiệp của mình thì mình có hỏi họ và họ phản ứng lại là không sao đâu em. Họ cho mình một cái phản ứng là họ rất là sẵn sàng lên hình. Điều đó khiến mình rất là vui và mình cũng rất là biết ơn luôn. Nên là sẽ có một clip khác nói về tình đồng nghiệp trong công ty ha. Clip này thì chỉ để cho mình làm nhân vật chính thôi. đó là cái trường hợp. Xong, vậy là kết thúc cái làm của ngày hôm nay nữa. Anh em mình làm tối. Đến với ngày thứ 6. Làm ngày cuối tuần luôn luôn, cảm giác rất là thoải mái. Tính ra không ai mướn mà quảng cáo sản phẩm luôn á. Vậy là squat chưa? Vậy là rèn luyện sức khỏe chưa? Ta-da! Đến với ngày thứ 7, ngày cuối cùng của thử thách rồi. Thực hiện thử thách này á mọi người, không biết là rèn luyện sức khỏe chưa, tập luyện thể dục thể thao nhiều chưa. Mà nhìn vào cảnh quay là cứ thấy ăn với uống không mà đau lòng quá à. Lạng quạng thực hiện thử thách xong mà còn mập ra nữa.
một phần khiến mình rất là yêu môi trường làm việc ở đây, đó là những mối quan hệ ở đây rất là thân thiện luôn. Nhất là vào những ngày đầu khi mà mình chưa quen công việc á, thì họ chính là những người là động lực cho mình đi làm mỗi ngày luôn. Là hôm nay cũng là ngày cuối cùng kết thúc thử thách luôn rồi. Khoan, từ từ, đừng vội nha. Những chiếc video tiếp theo đây hoàn toàn là dành cho bạn đó.